Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ ăn heo quay với bánh hỏi, rau thơm, xà lách, rau quế chấm với nước mắm chua ngọt nha các bạn. Lâu quá rồi, chắc cũng nửa năm rồi mình chưa có ăn lại heo quay nữa. Hôm nay sáng sớm đi chợ thấy người ta treo nguyên con heo quay, ngon quá, thơm lưng luôn. Mình vô mình mua chừng này khoảng hơn 3 pound nha các bạn, khoảng 1,5 kg heo quay đó, nhìn rất là ngon ha. Bưng nguyên cái mâm heo quay với bún này ra vườn á, mấy con ong mấy con ruồi rồi nó tới liên tục các bạn ơi. Bây giờ không có ngồi ăn mà cứ ngồi đây đủ ruồi. Bây giờ thì mình xin mời các bạn và các em nhỏ có món gì dọn ra ăn cùng mình cho vui nha. Thì bây giờ mình ăn mà mấy con ruồi này nó tới nó làm bạn này các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ cắt miếng heo quay này ha. Nó giòn rụm. Sáng sớm mà các bạn, ông xã đi chợ thấy nguyên con heo quay, ông xã hỏi mua không, mình nói mua liền. Wow, nguyên nó giòn, cắn thử miếng nha. Và các bạn mình thích ăn như thế này nè, miếng heo quay rồi miếng xà lách, miếng rau thơm cuốn vô với cái bánh hỏi nè, đó khỏi cần bánh tráng ha, cùng chấm là ăn hết sảy. Nước mắm chanh chua cay các bạn. Heo quay thì giòn rụm, còn bánh hỏi mềm mại lắm nha các bạn. Bánh hỏi này đợt trước mình cũng có ăn một lần rồi, mình mua bánh hỏi khô đó các bạn. Sau đó thì mình đổ nước sôi vô rồi mình để khoảng nửa phút thôi, mình đổ ra rổ là nó ngon như thế đó. Heo quay ở cái tiệm này là của người Việt Nam các bạn, bán rất là ngon. Đó, các bạn nào thích ăn heo quay thì nhắn tin cho mình cho địa chỉ đó mua nha. Rồi quá các bạn ơi. Để ăn mà rùi quá các bạn ơi, không biết có ăn được hết không hay là chạy vô nhà nữa. Ngon quá hả. Nước mắm đây, thì cắt thêm miếng nữa nha các bạn. Mình rất là mê ăn heo quay đó, nhìn miếng heo quay người ta nướng rất là ngon, ta quay á ngon lắm. Cuốn miếng này ha, kẹp vô rau thơm. Trời nắng đó các bạn, mình vô trong mát mình quay, nhìn cái màu nó hơi tối tối. Rồi miếng bánh hỏi vậy thôi, vậy thôi các bạn, chấm ăn hết sảy ha, cứ kẹp chung vô chấm, khỏi phải cuốn luôn. Các bạn cùng ăn nha. Heo quay mới ra lò sáng sớm, ăn xuất sắc các bạn. Giờ không phải sáng sớm nữa,
chắc cũng phải 12 giờ rưỡi rồi. Cái tiệm đó người Việt Nam 10 giờ người ta mới mở cửa. Lâu quá mình không ăn cái heo quay. Lâu quá kênh Vinh Nguyễn Thị á, mình không có ăn món mặn, ăn toàn là trái cây. Các bạn nhắn tin nói ngày nào vô đói bụng mà nhìn cô ăn toàn trái cây không à, đổi món mặn đi cô ơi, vua hoàng đế hay là heo quay gà quay gì đi. Mình nhớ heo quay quá, thèm heo quay hơn các bạn ơi. Vua hoàng đế để cuối tuần mình sẽ mua ăn nha. Mình có quay rất là ngon, ăn giống như heo quay thời mình còn ở Việt Nam đó các bạn. Ăn miếng dưa leo này. Rùi ơi rùi, đừng có tới nha rùi ơi, làm ơn đi xa xa tí. Cái gì à? Cái da của heo quay á các bạn, từ nãy giờ mình mua chắc gần cả tiếng rồi mà nó vẫn còn giòn rụm mà các bạn, giòn rụm luôn. Ăn thấy ngon quá à. Heo quay à, ăn với bánh hỏi rồi à, ăn với bánh bao ha. Xuất sắc. Với bánh mì nữa các bạn. Hồi ở Việt Nam á, buổi sáng sớm cái mình ra đầu đường chỗ chợ phường 18 quận Tân Phú á các bạn, có cái cô bán heo quay bánh mì á, cô cắt mỏng mỏng về rồi cô chặt 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 nhỏ 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 về rải vô ổ bánh mì mà heo quay nó còn nóng hổi. Ăn ổ bánh mì thôi, heo quay bánh mì đã giòn rồi, còn cái hồi đó mình cắn vô miếng bánh mì các bạn, bánh mì thì đã giòn rụm rồi, còn cái vỏ cái da heo quay nè, ăn tới đâu lại giòn tới đó, cái đã thiệt. Ở đây á làm thì nó ngon thôi chứ không có ngon bằng ở Việt Nam đâu nha các bạn, nhưng mà như vậy á là cũng đã ngon đối với mình rồi. Ở Mỹ mà tìm chỗ bán heo quay mà ngon á ít bán. Rau quế ăn với heo quay hấp dẫn các bạn, thơm ngát luôn. Bánh hỏi nè, bánh hỏi Mỹ Tho hả các bạn. Mùa hè ngồi ăn mà mình phải tập thể dục liên tục, đủ rồi các bạn ơi. Chén nước mắm của mình bỏ rất là nhiều ớt, ớt cay không á các bạn. Xúc một miếng ớt bỏ lên đây, đó cho vô miệng luôn. Miếng bánh hỏi nha,
Cay. Cay mà ngon quá à. Rồi ơi là rồi. Đó các bạn. Bây giờ video nào. Các bạn cũng yêu cầu mình là thấy gì đó sáng tác một bài hát. Mình hái trái dưa leo cũng có bài hát về dưa leo. Hái trái dâu cũng có bài hát về trái dâu. Bây giờ đó các bạn. Bây giờ thì trong video thì mình hay sáng tác bài hát. Sáng tác lụi thôi các bạn. Mình không phải là nghệ sĩ hay là nhạc sĩ gì hết á. Thấy sáng tác cho vui vậy thôi. Các bạn yêu cầu là bây giờ cô hái gì là phải sáng tác một bài nha. Đó. Hôm nay không hái gì hết trơn á, ngồi đây. Có mấy con ruồi bay qua chẳng lẽ sáng tác bài ca về con ruồi. Ruồi ơi, ruồi làm ơn tránh xa, tránh xa, tránh xa, tránh xa. Đó. ăn có mầm heo, ăn nguyên dĩa heo quay mà ngồi đây hát nhạc lá các bạn ơi. Ruồi ơi, ruồi đừng tới đây nha nha nha. Tới đây là coi. Ruồi ơi, ruồi đừng có tới đây. Ruồi ơi, ruồi đừng có tới đây. Để cho mình ăn hết, để cho tôi ăn hết đi ruồi. Để cho tôi ăn hết đi rồi, rồi đã tới nhà rồi nha. Rồi ơi, rồi đừng có tới tới đây. Đi tới cái ổ của mày đi. Để làm ơn nha rồi, làm ơn nha rồi. Để tôi ăn hết chỗ này rồi đã tới đây chơi. Ta sẽ chừa cho rồi vài cục xương. Các bạn ơi, ăn tiếp thật bạn. Mới ăn có chút xíu mà cũng thấy no rồi tại thịt. Đó, mình ăn mấy cuốn nữa các bạn ơi. Ăn heo quay á, mà mình ăn tới đâu á, cắt tới đó. Ngon tuyệt vời nha các bạn. Mình đừng có cắt ra sớm mình để nó bị khô á. Đó, nên đó, cuốn như vậy là hết sảy. Con nhà dì 7 ở kế bên nhà dì 8. Đó. Nhìn rất là ngon. Bánh hỏi thôi mềm ngại. Lúc trước mình mới qua Mỹ á, mình chưa có thấy chỗ bán heo quay. Cái mình đi mua thịt ba chỉ, thịt ba rọ về mình quay các bạn. Ăn cũng ngon. Ôi, men rồi này. Ngon quá các bạn ơi. Ăn cái này no tới mấy tiếng rồi các bạn ơi. Heo quay lắm. No lâu lắm. Ơi, không biết mình ăn mấy cuốn rồi mà thấy no quá các bạn ơi. Hôm nay á, chắc buổi chiều á, mình mới ra mình thu hoạch vườn nha các bạn. Hôm nay trái bí ngồi rồi những đậu rồi cà chua rồi ớt ở vườn nó quá chừng luôn các bạn ơi. Chiều mình sẽ bưng rổ ra mình thu rồi gửi đến cho các bạn xem nha. Bây giờ chắc mình ăn heo quay tới đây thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem vô nhà rồi từ từ mấy mẹ con mình lại ăn tiếp tục cho hết cái mâm heo quay này. Các bạn ơi, các bạn xem video của mình, các bạn thấy thích thì các bạn nhấn nút like và đăng ký chia sẻ giúp mình với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ. Tạm biệt các bạn.